tinsoc.tv, kênh tin tin thể thao bóng đá, là sản phẩm thông tin về các sự kiện thể thao trong nước và nước ngoài, tỷ lệ cá cược các trận bóng hay, thông tin nhận định trước trận bóng, vân vân. Vòng đấu thứ 3 của V-League 2021 được dự báo sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt khi các đội bóng đã bắt nhịp được với cuộc đua. Vào hồi 17 giờ ngày 30 tháng 1, đội Thanh Hóa sẽ tiếp đón đội Nam Định. Đây là cơ hội của thầy trò huấn luyện viên Petrovic có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Do diễn biến phức tạp của Covid-19, trận Hải Phòng đá với Hà Nội vào hồi 6 giờ chiều ngày 30 tháng 1 sẽ bị hoãn. Và 4 trận còn lại đều diễn ra trên sân không có khán giả. Nhận định trước trận đội Thanh Hóa. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, đội Thanh Hóa gây bất ngờ khi quyết định mời huấn luyện viên từng lên ngôi cúp C1 châu Âu Petrovic về dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay. Ở lượt trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Petrovic phải thất bại 1-0 trước đội chủ nhà Bình Dương. Đến lượt trận thứ hai, gặp ngay các nhà đương kim vô địch V-League là Viettel, Thanh Hóa chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng. Đã có nhiều sự nuối tiếc sau trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa gặp Viettel, khi đội chủ nhà đã bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội để ghi bàn thắng. Đặc biệt tiền đạo vua đã khá vô duyên trước khung thành thủ môn Nguyễn Mạnh. Tuy nhiên, việc cầm hòa được nhà đương kim vô địch cũng là thành công bước đầu của Đông Á Thanh Hóa. Trong mùa giải, họ có nhiều sự thay đổi từ đội ngũ ban lãnh đạo đến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Cũng phải nói thêm, ở trận đấu đó, Trần Sút Gùa từng ghi 10 bàn thắng ở V-League đã không chứng tỏ được năng lực và độ sắc bén, nên sau đó anh đã phải nói lời chia tay với đội bóng xứ Thanh, quyết định bỏ một tiền đạo ngoại và lấy về tiền vệ Ramos. Đông Á Thanh Hóa muốn tăng cường kiểm soát nơi tuyến giữa và đưa Samson về vị trí thủ công thay vì phải đặt dạt ra biên như trước đây. Mới đây, Thanh Hóa cũng đã chính thức ký hợp đồng thành công với Ramos, cựu cầu thủ của Nam Định, người đã ghi 2 bàn ở vòng 1 V-League giúp đội bóng Thành Lam giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước đội đối thủ mạnh. Tiền đạo nhập tịch Samson mới có mặt ở Đông Á Thanh Hóa được hơn 1 tuần sau khi hoàn tất việc cách ly từ lần trở về quê nhà ở Legia. Nhưng thể lực của anh vẫn còn khá đảm bảo. Ở trận trước, Samson đã được tung vào sân ở hiệp 2 để lấy lại cảm giác bóng cũng như hòa nhập với lối chơi mới của huấn luyện viên Petrovic. Samson vẫn là chân sút đáng lẻ ở V-League và khi được đưa về ở vị trí chủ công, rất có thể bản năng sát thủ của anh sẽ được phát huy ở mức cao nhất. Chắc chắn trong trận đấu sắp diễn ra, các cầu thủ Thanh Hóa cần phải có những điều chỉnh hợp lý để có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Nhận định trước trận đội Nam Định. Nam Định đang thể hiện là một đội bóng có phong độ khá cao. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã tạo nên địa chấn ngay ở vòng đầu tiên khi mà đè bẹp đội quân với đầy đủ binh thùng tướng mạnh của Hà Nội FC với tỷ số 3-0 trên thánh địa Thiên Trường. Sau đó họ đã để thua Hải Phòng với tỷ số 2-3. Đáng chú ý, ở trận đấu mới nhất, Nam Định đã bị Hải Phòng dẫn trước 3-0 và mãi đến tận cuối trận họ mới ghi được 2 bàn thắng. Điều đó cho thấy hàng thủ của Nam Định không ổn định, nhất là khi không có Ramos, người vừa chuyển đến thi đấu cho Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, Nam Định đã thể hiện sự chiến đấu bền bỉ ở những phút cuối cùng. Hiện tại, Nam Định cũng đang là một đội bóng có hàng công chất lượng nhất ở mùa giải khi có được 5 bàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Đội bóng Thành Nam vừa thay đổi ngoại binh với sự xuất hiện của tân binh Kolan Aosu. Tiền đạo người bờ biển Nga bước sang tuổi 31 và được định giá khoảng 150.000 đô. Tất nhiên, con số đó chỉ mang tính tham khảo chứ không sát với thực tế. Nam Định và Đông Á Thanh Hóa có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất của mình trong trận đấu diễn ra chiều ngày 31 tháng 1.
và vừa hứa hẹn sẽ là một cuộc đọ sức đáng xem nhất ở vòng này. Chỉ có một chút đáng tiếc khi vào phút chót, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sân Thanh Hóa sẽ không thể mở cửa cho khán giả vào sân, dù trước đó đã có thông báo miễn phí vé. Nếu trận đấu được diễn ra, sân Thanh Hóa được dự đoán sẽ đón khoảng 10.000 khán giả tới sân. Đây là điều hết sức nguy hiểm trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Nhận định kèo châu Á giữa Đông Á Thanh Hóa đá với Nam Định. Tỷ lệ kèo của trận bóng là Đông Á Thanh Hóa sẽ chấp đội Nam Định 0,25 bàn. Do lợi thế được thi đấu trên sân nhà, chủ nhà Thanh Hóa đã được ghi nhận là đội cửa trên. Cùng với đó, các nhà cái đã ấn định tỷ lệ kèo châu Á của cặp đấu này là 0,25 bàn và người chơi đầu tư cho đội chủ nhà sẽ thua cuộc khi hai đội bóng hòa nhau. Dù thiếu đi cầu thủ thứ 12, nhưng cả hai bên đang tràn đầy khí thế cũng như quyết tâm cao, hứa hẹn đem đến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn. Và khi được đá trên mặt cỏ quen thuộc cộng với sự bổ sung Ramos, Đông Á Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Cuộc đối đầu này được chờ đợi khi hai đội bóng láng giềng này luôn thi đấu quyết liệt mỗi khi chạm trán. Tin sốc rất tin tưởng vào một chiến thắng dành cho Đông Á Thanh Hóa. Còn các bạn nhận định ra sao về trận đấu này? Hãy để lại nhận định của mình ở phần video. Đến đây là kết thúc mất rồi. Mọi người hãy để lại ý kiến của mình về trận cầu này ở phần bình luận phía bên dưới. Nếu thấy video hay, hãy cho mình một like và một theo dõi đăng ký kênh để nhận được những phân tích tỷ lệ cá độ ở các trận bóng nhé.